Rồi đây là cái bẫy chuột cống nha các bạn. Bẫy bẫy khổng lồ luôn. Bẫy này bẫy gà được nha các bạn, bẫy gà, bẫy chồn được nha các bạn. Đây mình mới thiết kế thêm cái kẽm nha các bạn. Cái này là cái bẫy bẫy đạp nha. Bẫy đạp giờ mình chế lại làm cái bẫy teo. Bẫy teo là mình thấy thêm hai cái căm xe. Một cái căm để móc mồi. Và một cái căm xe làm cái bật. Đây là cái bật nè, thì các bạn đo khoảng cách từ cái cửa nè tới cái khóa chốt nè, đó các bạn móc lên đây nè, các bạn bẻ đầu đây nè, bẻ đầu căm đây nè, móc đây cái mình kéo lên mình bật qua đây đó, cái đây mình làm cái chốt nè, mình nhét cái khóa vô nè, nó chốt mình bóp lên làm cho nó kéo lại thì cục mồi ở dưới. À, giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem ha. Cái này các bạn có thể bẫy bìm bẹp rồi bẫy chim cũng được các bạn. Để bìm bẹp thì bỏ con mồi trong cái cửa sau nè các bạn, cái lồng sau nè. Lồng này nó mình dở ra làm sao được nha các bạn. Rồi. Cái này cái cục mồi dưới đây thì con mồi vô nó sẽ nó quen thì nó ăn thì nó sẽ gị mồi ra, nó gị ra thì nó sẽ tuột cái bẫy đó, vậy các bạn.